ngon hết à? Chung là không, Nhật nó không ăn thì mình không ăn. Không ăn, nói chung là không ngon. Nhật nó không ăn em hiểu không? Mày vì nó không ăn, nó không ngon. Nó không ăn thì mình ăn ăn gì? Ừ thì cá này tự nhiên này nó có ăn đâu. Không ăn. Cá sông là cá bẩn. Đối với người Việt Nam, cá hồ còn ăn là cá sông. Bên kia to chưa? Ui. Đấy, mình ở đây mà. Ui, con kia to. Mọi người xem con cá này to không? Cá chép của Nhật đấy. Mấy to con to. 2, 4, 6, ui, nhiều lắm. Ở trong cỏ kia nhiều không cả? Rất nhiều cá to luôn. Đi đâu rồi? Nó bơi. Lần đầu tiên được trải nghiệm nước mát. Mà anh em chiêm ngưỡng nhá, cá chép ở Nhật to phải 4-5 cân. 4-5 cân con này, ảnh. Ủa, con này 6 cân, 6 cân, 7 cân. Rất to luôn rồi mà anh em, to như con cá chấm cỏ luôn. Ui, như cá chấm cỏ Việt Nam mình. Chưa kìa, ủa nhiều thế. Này gặp đội mừng thì nó bắt thì thôi. Cá này to lắm. Cá sinh sống kinh nhỉ. Mừng nó bắt ngay đó. Mừng nó bắt ngay. Bắt không? Bắt. Bắt nó nhậu đi. Bắt nó nhậu suốt. Mình chẳng có biết ăn gì. Đi ra chỗ nước chảy dưới gầm kia xem nó có rảnh như đấy không đi. Xe đấy mất đấy. Anh em xem nhá, này này. Ôi, ở đây trong này. Cỏ này. Ở trong đấy bãi cỏ này hồi to thế. Trong bãi cỏ nhiều không? Khéo có cái gì đấy? Có cái gậy sắt gì đấy? Cái gậy trong. À, gậy bọn thằng ấy rồi. Bọn mừng rồi. Bọn này trong cá rồi. Bọn này. Nó bọn ấy nó cầm xỉa nó xỉa mà. Xin mà xin cá. Nó vứt đây à? Ở đây có mưa to sấm chớp không nhỉ? Không. Ở đây không có sấm sét gì đâu. Sao còn cười nhỉ? Sấm sét ở mình ấy. Thế thì đâu cho có nhỉ? Ở đây không có. Đâu rồi?